Ẩm thực 72, hành trình khám phá hương vị độc đáo và phong cách tinh tế. Hà Nội, Việt Nam trong lòng thành phố Hà Nội, tồn tại một nơi mang tên Ẩm thực 72, nơi hòa quyện giữa hương vị truyền thống và sự sáng tạo tinh tế, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực độc đáo và không thể lẫn vào đâu khác. Những người yêu ẩm thực, từ khách du lịch đến người dân địa phương, đều đổ về Ẩm thực 72 để khám phá những điều tuyệt vời về ẩm thực. 1. Hương vị độc đáo và đa dạng. Ẩm thực 72 tự hào mang đến thực khách một hành trình văn hóa ẩm thực đầy sắc màu. Với sự kết hợp tinh tế giữa các món ăn truyền thống và ý tưởng sáng tạo, nhà hàng này không chỉ giới thiệu các món ăn đặc trưng của Hà Nội như phở, bún chả, nem rán, mà còn đưa đến những món ăn hiện đại và mang tầm quốc tế. Hương vị độc đáo và sự kỳ công trong việc chế biến mang đến cho thực khách một trải nghiệm tuyệt vời. Hai. Chất lượng cao và nguyên liệu tươi ngon, Ẩm thực 72 cam kết chỉ sử dụng những nguyên liệu tươi ngon và chất lượng nhất để tạo ra các món ăn. Những loại thịt tươi sống, hải sản tươi ngon và rau củ tươi mát được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo mang đến cho khách hàng một trải nghiệm ẩm thực tinh túy và an toàn. Sự kết hợp giữa nguyên liệu tươi ngon và kỹ thuật chế biến tinh tế làm nên sự khác biệt của Ẩm thực 72. 3. Không gian sang trọng và phục vụ chuyên nghiệp, Ẩm thực 72 tạo ra một không gian sang trọng và ấm cúng, nơi khách hàng có thể thư giãn và thưởng thức bữa ăn một cách thoải mái. Nhân viên phục vụ tận tâm và am hiểu sẽ tạo ra một dịch vụ chuyên nghiệp đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình ẩm thực của họ. Sự kết hợp giữa không gian đẹp và dịch vụ tận tâm mang đến cho thực khách một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. 4. Giá trị hợp lý, ẩm thực 72 cam kết mang đến cho khách hàng giá trị tuyệt vời cho mỗi bữa ăn. Mức giá hợp lý và chất lượng ẩm thực vượt trội là một trong những yếu tố thu hút của nhà hàng này. Thực khách có thể tận hưởng trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp mà không cần lo lắng về hóa đơn cuối cùng. Ẩm thực 72 không chỉ là nơi dừng chân để thưởng thức ẩm thực mà còn là một cuộc hành trình khám phá hương vị và văn hóa độc đáo. Với sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và sáng tạo, ẩm thực 72 đã tạo nên một không gian ẩm thực đáng nhớ trong lòng thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0922882299. Website: ẩm thực 72.com